xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với channel của mình cũng như là quay trở lại với series Minecraft bảo rồng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập tiếp theo với những cái con rồng gọi là cuối cùng đi, cuối cùng ở trong cái bản mod cũng như là cái trong cái series này rồi. Từ đó mình xây lại ngôi làng này cho đẹp đẽ ra. Mất công ấp cái quả trứng rồng Halloween chuối chấm muối này. Con heo nó lại bay sang bên kia. Ê mới đau đầu. Ok thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi làm cái nhiệm vụ tiếp theo để được cái con rồng cuối cùng. Ok let's go baby. Lại đến gặp ngài chú mèo đấy. Ngài pháp sư. Nhưng mà hiện giờ là mình không hiểu tại sao con mèo nó lại kiểu như ôi giời. Tao chỉ muốn cứu mày ra thôi mà. Sorry. Rất là tội cho nó nhưng mà biết làm thế nào. Con zoom bay kia sao lại ở kia ta. Rồi. Hello. Cái gì đây? Ngươi phải đập 100 lucky block trái tim sau đó đến gặp ta. Không rõ ràng từ mình chơi này đấy. Rõ ràng cái lucky block trái tim là mình đập rồi mà. Nhưng mình nhớ không lầm là có ăn hành nhẹ nhẹ thôi. Không sao, ngày hôm nay thì cứ đập tiếp đi. Mình thì chả sợ. Bây giờ lucky block trái tim rồi, bây giờ mình sẽ lấy đủ 100 cái đi. Thôi 101 thì khuyến mại ông ta một cái. Có 30 mấy cái nữa ta. 37 cái nữa. Chúng ta lại tiếp tục đập lucky block trái tim. Ok baby. Tao sợ mày quá. Tao lại sợ mày quá. Bây giờ mình sẽ đi TP qua bên kia đập đây. Ui lắm cái điểm chết. Xanh cái khu này nó cháy. Ai ôi. Giáp của mình. Giáp của tôi. Thôi từ đã. Mình nghĩ là mình nên quay về nhà cất đồ cũng như là chế tạo một cái bộ giáp kim cương ngon nghẻ. Không thì tí nữa úp mặt vào sông quê đấy. Anh em cười cho. Ngại lắm. Và mình không biết là cái con rồng lừa mình. What the hell? Đậu xanh rõ ràng. Rõ ràng ở cái tập trước là cái con này nó bé. Nó màu khác, bây giờ sau giờ nó màu khác ta. Đùa. Mình hiểu tại sao. Đừng bảo mày ra đây hôn hít với cả con rồng máu này. Mày bị biến đổi gen nhá. Mình cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Ok, có lẽ là nó khi nhỏ nó một hình dạng, một màu. Khi lớn lên nó một màu ở cái bản mốt này ấy. Mình cũng chả hiểu luôn. Hay là riêng cái con rồng lửa thế ra. Ok, cất kim cương đi. Kim cương khác nhau à? Đùa à? Nó lại chôn nhau rồi. Sao kệ, xác rồi. Xem nào, cúp này thì mình lấy cúp đếch là sẽ được. Ok, bây giờ đâu nhỉ? Cái crafting table ở dưới kia. Xuống chế lấy một bộ áo giáp kim cương rồi đã. Giày này. Áo này, quần này, và mũ. Kết thúc rồi đấy, còn nghè rồi đấy. Vứt cái này đi. Thời đại giờ ai còn mặc đồ sắt, cương rồi. Ok baby, giờ mình di chuyển sang cái chỗ khỉ ho có gái đi đập lucky block này đã. Thử thách của mình là đập 100 lucky block này thì mới được cái quả trứng rồng cuối cùng. Đó là quả trứng rồng nước vì nó màu xanh mà. Ôi hên vãi cháy mà... cái này hình như không phải kim cương ta. Đậu xanh chôn à, chôn à rồi luôn. Cái này là không phải kim cương, không phải kim cương.
Đây, để coi như không thương. Mình cần rất là nhiều cái này, tí nữa mình sẽ xây chuồng cho mấy con kia luôn, những cái con nào chưa có. Dòng sắt xiếc là lấy hết. Beacon, beacon mình không lấy. Mình thích beacon. What the hell man? Ui, may quá. Ui trời ơi, đây là một cái bẫy. Cái bẫy bằng lửa. Ok, mình nhớ ra rồi. Nhưng mà số mình hên. Số mình hên lại. Đùa tạo. Là nó ở dưới nó có nước. Trời ơi, đúng thật chứ. Người ăn ở là hiền lành. Tốt bụng luôn là kiểu như là được phù trợ. Thôi ok, đặt tiếp thôi. Bớt sàng, bớt nói nhiều đi. Bạn lại bảo mình nói nhiều, đâm ra mệt. Giáp sắt, không cần thời đại này rồi ai. Gì đấy? Listen to me. Want some dinner. Thôi thôi, không có dinner, đi niếc kìa nhá. Oh, dinner đây này. Đại này rồi ai còn mặc áo giáp vàng. Ai còn cưỡi ngựa, người ta chạy bộ. Nha. Kinh nghiệm bay đầy đầu mình ta. Ai còn dùng kiếm vàng. Không, mình bảo mình không dùng kiếm vàng mà sao nó cứ bay một người mà. Chạy ra khỏi, xa khỏi cái chỗ này đi. Cần câu thì mình đấy cần thôi. Thời đại này rồi ai còn câu cá. Gì vậy ba? Ui. Bọn này đại tiệc à? Ngồi ị đầu nhau đấy không biết mệt à? Thế nào mình gặp cái thằng kia. Barbie cái gì kia đây? Cái thằng củ chuối hình như vừa nãy nó thì thầm vào tai mình. Bảo nó muốn ăn tối à? Cái gì đây? Đâu xanh đâu ra cái con. Ôi dồi ôi. Đâu ra cái bố kia. Chui ở đâu vậy? Không đánh nhau. Người tử tế không đánh nhau. Mày bán ra đây đi. Tao chơi với mày đấy. Tao tuyên bố tao chơi với mày đấy. Mày làm sao? Mày làm sao? Em còn xí hịt này. Này, ui dồi, bố tao tuyên bố tao chơi với mày. Ui gì? Cháy. Ui. Ui. Cái chết trong gang tấc. Người hiền lành, ăn ở tốt. Không cần nói gì thêm, ok. Mình ăn ở rất là tốt nhưng mà cái con rồng nó bay từ cái tập trước đến tập này nó không mỏi luôn. Ít item là cái quần quen. Hiện tượng mình có một cái thuyền rất là xịn luôn. Lại cái răng mi hay từ nóc. Ok, ta được rất là nhiều block. Lấy hết. Obsidian là không cần lấy. Rồi, kim cương lấy chưa? Oh. Đậu xanh. Đi. Oh hello. Chỗ này nát quá rồi thật sự luôn. Kim cương. Tập trước mình đập block kim cương, quên không lấy kim cương. Cái nồi. Chờ quá. Cái này nó phá vỡ kim cương các bạn. Ok. Đậu xanh. Ờ đúng rồi. Đây gọi là nhanh ẩu đoạn này. Thật sự luôn, rất là xin lỗi luôn. Cái này nó phá vỡ kim cương. Cái bốt. Được cái là nó đập nhanh mà nó phá kim cương. Nó phá mấy cái khoáng sản. Ôi Ender, em xin lỗi, em chỉ sai một lần đấy thôi. Bảo em sai một lần. Mày sai hay tao sai? Hả?
Mày nhầm luôn rồi đấy. Nhớ là tao không bao giờ sai. Hiểu chưa? Họ hàng hàng ngốc của ôi. Kiểu trên trên nhà của mình chiến làm sao hết hôm nay. Rồi luôn. Rồi đây hết đây. Ôi chỗ mình nhỏ rồi thế nhỉ, gặp nguyên một sâu. Mày gọi là một sâu luôn nhưng mà tao với mày đấy. Nhưng mà bắn nhau rồi. Ô hai thằng điên. Kiểu như chơi đánh cầu ấy nhỉ, vui nhỉ. Đó. Tao sợ mày quá luôn. Chạy rồi, tao sợ mày quá. Mày xuống đây, mày đừng nấp nấp trên đấy thằng khốn. Thôi mình đập tiếp thôi. Mặc kệ cho nó đi. Ôi cái quả trứng rồng này nó đánh thầm nở luôn. Ô kim cương. Kim cương diamond. Đó đây này. Kim cương mất luôn. Ở đây. Sao đâu ra cái củ cà rốt ở đây ta. Wow. Cà rốt. Cà này cà rốt. Xem nào, tí nữa mình sẽ đi tìm một cái cúp. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại. À đây, về làng nó lấy cái cúp kim cương xong rồi quay trở lại đây. Wow, rất là nhiều chó. Như là lợn. Lấy thân mình. Lấy cà rốt. Trời luôn, lấy cà rốt. Lấy cà rốt được luôn khoai tây. Đậu xanh, chai. Amran bung. Ra trên đó lại. Trên đỉnh là có cái con củ chuối kìa. Nên là mình nghĩ mình không đợi vào Barbie. Cho tao một cục kim cương thì có nhất thiết là mày phải mang xét vào đầu tao không? Cái con què gì đây? Pháo hoa, pháo việc ghê thế. Kiếm Lucky thì phải. Wow, thuyền nhiều vậy. Lại pháo hoa. Rồi luôn nó cho mình một đống stick xong rồi nó cũng pháo hoa. Như thật đấy. Giờ này em còn dùng đồ gỗ. Hay là cái quần què gì ta. Mày chơi với tao là mày nhầm rồi. Trời ơi, tao sắp nhầm rồi đấy. Tao sắp nhầm rồi. Mày làm sao? Mày chết luôn đi. À. Mình đập vào đây đi. Ui. Thật luôn, cái nhện này độc kinh khủng luôn. Nhện này là phải đề phòng. Nhện này là nhện núi đấy, nhện hang đấy. Đang nói chuyện với nhện. Sự là em đang nói chuyện với anh nhện chứ không phải em nói chuyện với anh. Em xin lỗi rồi. Lấy anh đánh nhau thì mấy anh rồi luôn đi ra mà đổ. Thật sự là mình sắp xếp cái con này vào danh sách mình ghét nhất rồi. Chứ nói người dân sao lại bị Zumbai cắn thế này. Nhiễm độc quá. Ôi mày sắp được tao đưa vào cái danh sách đen rồi đấy. Thật sự luôn. Mình lên đây mình đập cho nó thoáng mát. Trên này không khí thoáng mát quá. Nó hồi hộp đây. Ok fine. I'm done. Oh, chưa done luôn. Yeah. Tao nấp. Mày không thấy tao và tao cũng không thấy mày. Hiểu chưa bốp. Bốp. Mày ngã ngựa rồi thì mày làm ăn cái gì hả? Cái gì?
đi ngủ với Jun đi. Nhanh, bốp này nó khỏe lắm. Rồi nó có cả đồng minh mặc áo giáp vàng. Đánh nó cu đầu đấy mà nó không chết đâu. Nó có chết đâu. Quần áo của bốp, quần áo của bốp. Quần áo hít của bốp. Thật sự cái thằng Zumbai nó mặc quần áo xịn kinh khủng. Mình còn không được phép mặc quần áo xịn như thế này. Xếp nhầm. Oh yeah. Đóng xanh. Ui anh ơi. Rồi luôn. Rồi luôn. Yeah. Easy game thật sự luôn. Ăn ở nó tốt. Sống không bao giờ. Em không làm gì anh. Hai chúng mình không làm gì nhau. Mày sinh ra cái thế giới này mày sai rồi. Sai buồn cười quá. Mày là mày sai nặng. Tưởng được cái giày gì ngon nghẻ. Ui, bí ngô là chắc chắn là mình không thể bỏ qua được rồi. Hụy trò, hụy trò. Cầm kiếm to có bay. Kiếm xịn có bay. Nhặt lấy thứ linh tinh thì mình có nhiều lắm. Hoa hôm nay định tặng ai? Jack. Hello Jack. Ui Jack đại gia vậy. Jack. Ôi nhưng mà đồ của Jack là củi Jack. Chạy đây. B hai anh em mình đuổi nhau nhá. Mày xuống thế này mà chơi đi. Hello baby. Còn sống hay đã chết? Nó đang chết từ từ các bạn. Bạn thấy không? Loại tra tấn ở cái Lucky Block này nó thốn kinh khủng. May mình có còn một cái mắt. Bớt xàm. Ui mày quá ăn ở tốt. Mày thật sự luôn ý. Mày biết đắc tội với tao không? Đó, con này to. Chạy. Em sai rồi. Sai. Anh luôn đúng. Giờ này là anh luôn đúng. Em tập tiếp. Ôi hãy tèo cho nó cho mình thử đúng. Áo giáp trong ngựa. Kim cương đây rồi. Đó, mình đặt thế này đỡ phải đập. Rất là phê. Yeah. Đổ luôn à. Cookie boy. Như thế này để nhanh nha nhỉ. Thắng đống thằng nữ Ender kìa. Bút mày. Chả có cái quần què gì. Oh yeah. Rất là thích kim cương luôn. Cái gì vậy anh? Chó điên. Mày láo. Láo với thầy giáo. Mày đi khủng à. Chạy thôi. Ôi mày thế. Run to die. I'm not die. Oh, bản thân. Mình phải chạy. Sao đáng nhiên nó có chữ màu xanh là bạn của mình chứ. Rồi luôn mình đập nốt cái cục này. Ok, fine. Hộ anh đúng rồi. Ôi xổ, ôi điên rồi, mình chơi cái này mình chết đại ca rồi. Mình bị phù màu, mình bị slow, mình cần có sữa. Cô lập. Ôi mình đã nhìn thấy được, may quá không bị làm sao. Ok, đã đập xong 100 Lucky Block. Đấy rồi, 101 cái chứ. Thôi mình về gặp tìm ngài pháp sư rồi. Đấy, đi chơi rồi. Mệt lắm rồi.
trình hao mình không đập lucky block nữa, thế rồi mình sẽ để bình yên đi. À, quên, mình sẽ để bình yên. Ồ, xin chào, xin chào. Ngài ở đây có vui không? Hả? Bây giờ mình sẽ đến gặp pháp sư đi, mình đập xong rồi mà. Đậu xanh, mệt quá. Ủa, cái con rồng kim cương nhìn nó đẹp, vãi trưởng. Hầu như những con rồng nào đẹp mà buổi tối nhìn nó phát sáng là mình thích rồi. Mình xem, mình thích nhất cái con rồng Halloween. Halloween. Ồ, đây rồi. Đã đọc đã, đọc câu trả lời đã. Cái gì đây? Đây là quả trứng rồng cuối cùng mà ngươi cần. Muốn lấy bao nhiêu tùy thích. Oh yeah, mình thích lấy bao nhiêu cũng được. Nhưng mà xem rồng gì đây. What the hell? Uầy. À ok, hóa ra là rồng bầu trời. Đậu xanh. Từ đầu mình thấy xanh xanh ở trong cái mốt là thấy xanh xanh là tưởng rồng nước cơ. Ok, sorry. Rồng bầu trời các bạn. Ok, không có rồng nước. Hai con rồng vẫn giữ nguyên ở cái bản mốt này, đó là rồng bầu trời và rồng lửa. Mình lấy một quả thôi. Ok, tôi lấy một quả thôi nhá. Không lấy nhiều. Không lấy nhiều, đừng lấy nhiều, mệt. Nhưng mà bây giờ mình muốn up được nó thì xem nào. Chứ nó toi tôi rồi. Ở đây có cái cúp siêu nhân này à? Cúp one hit à? Giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi chặt cây. Đi đào block. Tiện đây thì đào luôn đi. Mình sẽ đào cần rất là nhiều lúc được nhiều block đá đây. Bởi vì là các bạn cũng đã biết rồi đấy, ấp cái con rồng này nó phải cần nhiều như nào. Thế nên là chúng ta sẽ múc thôi. Quên mất là đang phá hủy cái nơi hội trường của ngài pháp sư, nhưng mà thôi kệ đi. Mình cũng rất là lịch sự lắm rồi, nhưng mà thôi. Ngài đấy hành mình nhiều rồi, các bạn biết rồi đấy. Hành mình từ đầu game đến cuối game, bắt mình làm linh tinh cả, cho nên là mình sẽ phá bằng sạch. Ui, rất là nhanh luôn, một lúc mà được hẳn bao nhiêu cái đây. 2 stack rồi. Thôi thế là được rồi, không cần nhiều. À đây, thì làm luôn tầm 3 stack đi. Sử dụng cái cúp này á, đào hơn, nhanh hơn cả ấy luôn. Nhanh hơn cả game mode. Thật, mình tuyên bố các bạn nào đào game mode nhanh bằng mình không? Các bạn cái này nó có ấy nữa. Có gia tài gì vậy. Rồi ok. Giờ thì chúng ta sẽ luôn mà ngay. Mình nghĩ là mình nên up ở đây. Nhìn nó có phong thủy không? Nhìn được tất cả các loài rồng luôn, một con rồng lửa to nhanh vậy. Toi được rồi. Nhờ thôi kệ đi. Mình nghĩ là mình thích thì mình TP thôi. Ui không chết. Không chết. May quá thôi. Cảm ơn trời. Có lẽ là mình nhảy vào đầu con chó nên là gãy đầu con chó rồi. Chân mình không gãy. Gãy đầu con chó rồi. Đó, con chó này. Sao mày không gãy đầu à? Đậu xanh, tại anh tưởng mày gãy đầu. Rồi, cúp rồi ta. Đó. Con này ớt. Cút đi em, xuống đấy. Xuống dưới chơi với đi. Rơi từ một độ cao ghê thật. Mình tưởng là chó biết bay. Ôi mày quá. Mày quá thật sự luôn đấy. Thôi bây giờ mình nghĩ là mình nên cưỡi một con rồng. Đậu xanh nguy hiểm quá. Cưỡi một con rồng đi. Kim cương em ra đây, kim cương. Kim cương. Tao mệt quá thôi. Lên làm cho nó thuận tiện. Ồ như thế này vẫn chưa được đâu. Đào phải
đỉnh trời mây cơ. Chúng ta phải lên ơ lượn. Thôi mày xuống đi, xuống đi. Rồi luôn, đậu xanh khó nha mày. Sao nó cứ bay đi lại này, nó bị lưng lưng ta. Đây rồi. Đây rồi. Ui khỏe hợp. Hợp lý hợp lý hợp lý. Đó, mày cứ đi chơi đi, thoải mái đi, đúng rồi. Ôi nó ngoan như kìa. Nó chờ mình ở hẳn hẳn ở trên đấy cơ mà. Sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ đặt gọi là đặt cái điểm đây, có gì chết sẽ TP lên sẽ đỡ mất thời gian cưỡi rồng. Kinh nghiệm ấp trúng rồng bao nhiêu tập rồi mà giờ vẫn còn gà mờ. Uầy, đậu xanh biết thế, lên trên này ấp nhỉ. Nè, lên trên này này, hợp lý. Chứ phong cảnh hữu tình là mất công xây thế này, đã thế xây cao hơn cho nó oách. Ngon ngon anh nào ơi. Ui mình xây hết rồi, thôi đây mình đặt điểm ở đây đi. 1 1 1 1 2 2 DGZ này. Đó, bây giờ là ở đây rồi phải không? Bây giờ mình sẽ gọi là bay xuống bằng cách này. Ôi dồi ôi thật chứ. Ý tưởng thật là vĩ đại vĩ đại vĩ đại. Đó, bây giờ là phá tiếp. Công việc là ăn cái phá thôi chứ không có làm gì nhiều. Ôi. À rồi, quên phá vỗ vào trong cái hầm của cái con rồng sắt. Trong này nhiều sắt cực luôn. Hầm con rồng sắt này mắc nhiều sắt luôn. Đó, mình sử dụng biện pháp ấn ship để có thể là đi chậm hơn. Đôi khi những cái phải học hỏi rút kinh nghiệm từ những lần sai phạm. Lần này mình sẽ không xây hàng rào nữa, bởi vì là mình sẽ cho nó là lúc nào nó sinh ra thì nó sẽ tự bay xuống thôi, nó sẽ tự rơi chui đầu xuống đỡ phải mình mất công lên. À, xong rồi xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ up thôi. Ok baby. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Có lẽ là tập này mình dừng đến đây thôi. Dừng ở đây thôi. Và ngày hôm nay thì làm rất là nhiều công việc rồi. Đập 100 Lucky Block trái tim rồi. Đó, ấp cái quả trứng rồng cuối cùng ở trong cái bản mode này. Đó là rồng bầu trời. Và mình cứ ngỡ là rồng nước cơ. Đó. Ok, nếu bạn yêu thích thì cũng như là muốn mình... làm nhanh cái tập tiếp theo thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh cũng như comment phía dưới kích lại tinh thần mình đi. Xin chào và hẹn gặp lại.